phần cá và mực trứng mình đã luộc xong nhé, và bún cũng luộc gần xong rồi. Đây là mực trứng và cá mình mới luộc xong á, chuẩn bị ăn lẩu gì bún cá. Okay. Thịt heo và tôm. Heo quay này là nguội ngoài. Ăn bún mắm, nhà mình không có đủ đồ nên mình có gì ăn đó thôi ha. Thấy nè.